hé lộ tình tiết mới vụ tài liệu mật của Mỹ bị dò dỉ. Binh nhất Mỹ bị cáo buộc làm dò dỉ tài liệu mật đã đăng thông tin nhạy cảm vài tháng trước thời điểm được công bố và gửi cho một nhóm trò chuyện quy mô lớn hơn nhiều. New York Times đưa tin vào tháng 2 năm 2022, ngay sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, một hồ sơ người dùng khớp với hồ sơ của Jack Teixeira, binh nhất thuộc vệ binh quốc gia không quân Mỹ, bắt đầu đăng thông tin tình báo bí mật về chiến dịch của Nga trong một nhóm trò chuyện chưa được tiết lộ trước đó trên mạng xã hội Discord. Nhóm này có khoảng 600 thành viên, được đề cập công khai trên một kênh YouTube và có thể dễ dàng truy cập. Theo New York Times, thông tin được đăng trên nhóm trò chuyện này bao gồm chi tiết về tổn thất về người của Nga và Ukraine, hoạt động của các cơ quan tình báo Moscow và thông tin cập nhật về viện trợ phương Tây dành cho Ukraine. Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về thông tin mới được New York Times đăng tải. Binh nhất Teixeira, 21 tuổi, bị bắt tuần trước và đang đối mặt với cáo buộc hình sự vì làm do gì hồ sơ tình báo quân sự tối mật. Teixeira bị buộc tội vi phạm đạo luật gián điệp liên quan đến việc sao chép và lan truyền bất hợp pháp tài liệu quốc phòng nhạy cảm. Tội danh thứ hai liên quan đến việc di chuyển bất hợp pháp tài liệu quốc phòng đến một địa điểm trái phép. Các chuyên gia pháp lý cho biết anh ta có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc hơn. Jack Teixeira khai nhận anh ta đã đăng thông tin từ cơ quan an ninh quốc gia, cơ quan tình báo trung ương và các cơ quan tình báo khác. Vụ do gì này có thể coi là vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang web Wikileaks vào năm 2010.